thuốc bỏ não nghe nó tốt lắm hả? Đây là thái của chị hả hay là của người khác? Nàng uống à, không phải là uống bộ não mà là uống chị máu lưu thông lên não. Áp lực quá, công việc áp lực quá. Thấy ngồi yên đó, ngồi lạnh uống xuống nấu ngoại đó. Quen rồi. Thôi thôi thôi, uống thuốc nó một lần mới công. Đi mua đó mà lo đợi trước rụng quá. Thiển mập được cái chuyện mập thôi. Thì đó, mua mà nhiều quá thì mình cắt, mình cạo bớt. Còn cái mua chín nhiều để ăn già ra. Máy quay quay sướng đúng không ạ? Đây là chỉnh chế độ rồi, ok. Bữa hôm qua quay lấy ly 2 cái à? Mát ly hả? Ừ. Mát ly như 3 cái vậy. Ừ. Chắc máy bị mờ đó. 3 cái mà số máy. Ừ. Bài luôn. Nịt cho nó là chỉ có eo thôi, bụng đâu nhỏ đâu. Mưa chán ghê. Mãi đi nghe nó thì bắt đầu tiết được chiều nắng lại mà tiếng mưa. Cố gắng là hơi đau quá. Vị trí như thế nào? Alo. À dạ chị, cho em hỏi là hôm nay mình có nhận lịch không chị? Có em ơi, khi nào em qua? Dạ. Tầm sau 12 giờ em qua được không? Khi nào em qua cũng được. Em qua địa chỉ mới giùm chị nghe. Chị nói sao? Khi nào em qua cũng được. Dạ, em có cần gọi trước không ta? Không, không em cứ qua thôi. Em qua địa chỉ mới giúp chị nghe. Cho em địa chỉ lại với. 20 Tăng An 2 em, bên trong bệnh viện Vinmec á. Dạ rồi, em làm rồi mà em quen. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị nha. Ok. Cũng muốn bay. Dạ. Cũng muốn bay bây giờ. Cố gắng nha.
Vậy đó. Rồi, ngày mai xác định hay. Chim dịch rồi mưa rồi bão chứ. Không ai làm ăn gì. Chị đau giỏi, cái mũi này đau. Xong cái buồn thì đây dân mạng coi ra Việt Nam coi rồi vô tình nổi tiếng lùng ra đi vào lòng người.
dễ bị đó. Sáng nắng chang luôn á, sáng chị đi nắng mà. Không, chị đi lúc sớm 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 7 giờ là nắng luôn á, bị nhiệt nắng luôn. Rồi rồi có mặc áo mưa không? Phi luôn à. Mẹ ơi. Nhăn thì thế. Tối rồi.